Xin chào tất cả các bạn đã đến và quay trở lại với Di Động Việt. iPhone XR là smartphone phổ biến nhất thế giới trong năm 2019, điều này không thể chối cãi được rồi. Theo số liệu thống kê mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Omdia, thì với tổng cộng 46,3 triệu chiếc iPhone XR được bán ra trong năm 2019, con số này tăng gấp đôi so với 23,1 triệu máy bán ra vào 2018, đứng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng mẫu smartphone phổ biến nhất 2019, đó chính là iPhone 11 với 37,3 triệu máy bán ra, ít hơn 9 triệu so với iPhone XR. Trong khi đó thì ba vị trí còn lại trong top 5 thuộc hết về Samsung. Đây đều là các mẫu smartphone thuộc phân khúc phổ thông và tầm trung, bao gồm Galaxy A10 với 30,3 triệu máy bán ra, đứng ở vị trí thứ 3. Tiếp theo là Galaxy A50 và A20 xếp thứ 4 và thứ 5 với 24,2 triệu máy và 19,2 triệu máy. Đáng chú ý là iPhone 11 Pro Max, phiên bản đắt tiền nhất của thế hệ iPhone 2019, bán được tới 17,6 triệu máy trên toàn cầu, đứng ở vị trí thứ 6. Trong khi iPhone 11 Pro đứng ở vị trí thứ 9 với 15,5 triệu máy bán ra. Đây rõ ràng là một thành tích khá đáng nể đấy, trước khi mà iPhone 11 và iPhone 11 Pro Max, những mẫu smartphone cao cấp hiếm hoi góp mặt trong top các smartphone phổ biến nhất 2019. Với riêng iPhone XR thì sao? Với mức giá chỉ còn 599 USD ở thời điểm hiện tại là yếu tố chính khiến cho mẫu smartphone này vẫn còn thu hút được sự chú ý từ phía người dùng. So với iPhone XS và XS Max, iPhone XR không hấp dẫn bằng khi chỉ có màn hình LCD thay vì màn hình OLED, trang bị camera đơn thay vì camera kép. Dù vậy thì thiết kế trẻ trung, nhiều màu sắc, màn hình lớn cùng hiệu năng mạnh mẽ vẫn khiến cho iPhone XR được nhiều người dùng trên thế giới ưa chuộng. Theo nhận định của nhiều chuyên gia công nghệ thì chiến thắng của iPhone XR cũng cho thấy chiến lược khá đúng đắn của Apple trong việc tập trung vào các mẫu smartphone có giá bán phù hợp với đa số người dùng. Jussi Hong, giám đốc phụ trách nghiên cứu và phân tích mảng smartphone tại Omdia cho biết, Apple đã liên tục sở hữu vị trí thứ nhất và thứ hai trong bảng xếp hạng smartphone phổ biến nhất toàn cầu trong vòng 5 năm trở lại đây. Nhờ vào việc ra mắt ít dòng máy hơn so với các đối thủ cạnh tranh, Apple có thể đạt được doanh số cực kỳ lớn với vài mẫu smartphone có sức hấp dẫn rộng rãi như iPhone XR chẳng hạn. Tuy nhiên thì khá nghịch lý là doanh số của iPhone XR tại Việt Nam lại không hề cao, nếu không muốn nói là khá ế ẩm ngay từ những ngày đầu mở bán. Vào thời điểm năm 2018 thì phần lớn người dùng Việt đều có xu hướng lựa chọn các mẫu iPhone đắt tiền như là iPhone XS hay là XS Max, hoặc chi thêm tiền để mua iPhone X, iPhone 10 đã qua sử dụng. Sang đến thời điểm cuối năm 2019 đầu 2020 và sau khi iPhone thế hệ mới được tung ra thì sức mua iPhone XR kém tới mức một số hệ thống bán lẻ thậm chí đã ngừng kinh doanh mẫu smartphone này. Chính vì vậy, thất bại của iPhone XR đang ngày càng khiến Việt Nam như một thị trường của những điều nghịch lý, khi mà người dùng thường có tâm lý muốn bỏ tiền ra mua một sản phẩm cao cấp nhất thay vì một sản phẩm rẻ tiền kiểu như là iPhone XR. Cá nhân mình, nếu như mình có ý định mua điện thoại trong tầm tiền đó thì dĩ nhiên mình sẽ cố gắng một chút, thậm chí là có thể lựa chọn phương án trả góp đang rất thịnh hành tại Việt Nam hiện nay để có thể sở hữu được một chiếc điện thoại có mức giá cao hơn, nhưng quan trọng là nó có cấu hình tốt hơn và nó cũng cao cấp hơn. Đó là ý kiến của mình. Còn các bạn thì sao? Hãy chia sẻ bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì như mọi khi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.